Tại một căn nhà ở xã Hán Đà, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái, khoảng 19 giờ tối ngày 12 tháng 10 năm 2021, nơi đây người dân phát hiện chủ nhà là một người đàn ông 50 tuổi nằm chết ở khu vực bếp. Ông Tăng Thành Công, chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hán Đà cho biết, nhận được tin báo, chính quyền xã đã cử lực lượng xuống hiện trường, đồng thời báo công an huyện Yên Bình về tổ chức điều tra. Khi lực lượng chức năng tiếp cận hiện trường, người đàn ông chết chỉ mặc áo không mặc quần. Đáng chú ý, người này bị cắt mất bộ phận sinh dục. Tới trưa ngày 13 tháng 10, lực lượng chức năng vẫn chưa tìm thấy phần bộ phận sinh dục bị cắt. Nạn nhân có vợ và hai con nhưng đều đã đến Hà Nội làm việc. Thời điểm xảy ra sự việc, ông này ở nhà một mình. Lãnh đạo địa phương cho biết ông này có tính cách hòa thuận, chưa có tiền án tiền sự và hay uống rượu. Công an huyện Yên Bình đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan điều tra làm rõ vụ việc.